mẹ mẹ ra mà rửa mặt mình như vậy ta. Còn một chỗ nào nữa không Tâm? Làm gì vậy? Dạ. Mày biết thứ tốt chứ đúng không à? Vậy hả? Ủa sao biết Facebook trước được ta? À chị có chèn ép em quá không ta? Được đúng không? Ê thằng Ken em nó hơi bị khôn nha. Sáng em gọi cho nó ấy. Sáng nay ba em xuống ông bà chơi á. Bà cố đấy. Xong rồi em gọi cho, xong rồi ba nó kêu là đưa cầm điện thoại ra cho o gặp cố. Em nó đưa ra cho bà em. Bà cố. Khôn giả ma luôn đấy trời. Cố. Sáng nay thuê xe đi xuống bà chơi mấy tháng không có ai xuống. Không biết sống được mấy năm nữa. Ở đây không biết ông bà sống được mấy năm nữa. Ông bà luôn hả? Ông bà em ấy. Ông bà em chín mấy rồi. Mới đợi được cháu lấy chồng không? Anh xin gặp là suốt ngày kêu lấy chồng đi không? Ông bà không gặp được cháu, rồi em. Đợi em có tận thằng Giang về mà. Ông bà gặp luôn á.
Còn mấy tuần đấy mới đi lại Tâm. Dạ, yeah, vừa cách ly xong đi lại. Bị dương tính à? Dạ không. Cách ly là sao? Dạ, giống như là chị bị F0 mà em hai tiếp xúc tập. À? Dạ. Em ở gần. Nhưng mà cách ly tại nhà chứ? Dạ. Giờ đâu còn hết tình chung nữa chứ. Em ở chung hai tầng mà em cũng không bị luôn. Cha cũng không bị, có mình chị bị. Chị yếu. Ủa nhà em ở trên này à? Dạ, đâu có. Ở dưới. Là em vừa mới quê lên hả? Ở dưới nhà em lên chứ. Nhà em đâu? Em dưới tám giờ xuống La Phước. Hả? Chứ chị không biết đâu. Ủa quận 8 chạy về. Qua quận 8 rồi. Nói hồi không hiểu cái gì luôn. Cái chỗ đó nó xa lắm. Nhưng mà em là ở trên này đúng không? Dạ. Xong rồi về về đây bị cách ly về đây hả? Dạ. Bây giờ đại đi Tâm ơi, chị cũng hiểu gì luôn á. Em cũng chưa hiểu nó nói gì luôn. Khi người ta cách ly ở nhà của người ta thì vậy thôi. Nhà của Tâm thì ở qua quận 8 chút xíu. Vậy đi. Kiểu gần Bình Hưng á. Mỗi lần tới đây thì mới hỏi là nhà Tâm ở trên này mà. Đúng không? À, là quê gốc của Tâm ở đâu á? Em cũng ở chỗ đó luôn á. Vậy là trước giờ em chỉ cứ tưởng là em ở quê hiểu không? Em lên đây em ở trọ em đi học. À, em ở chung với cha rồi. Cho nên chị mới hỏi là em mới ở quê lên hả? Dạ. Trời ơi ông ơi. Hỏi đầu hồi không hiểu. Ông hỏi hồi, ông nói hồi tôi không hiểu gì luôn á. Không hiểu nha. Có ông Nghĩa này kìa, hôm bữa nói chuyện với Nghĩa này kìa. Hai đứa nói chuyện mà. Nói cái gì? Nó nói được em nói được. Nghĩa thì nó đã ít nói rồi. Người họ đã nói, nó nói được, mình hiểu được. Mà Nghĩa nói tiếng nhỏ xíu rồi chứ. Cười. Mà cái tiếng nó nói bé xíu à. Xong rồi cứ hạ không à. Ở đó vậy rồi chị em có bị đưa đi điều trị không? Dạ không. Ở chị nhà. Ở nhà luôn à? Hồi xưa nếu mà đợt đỉnh điểm cứ Tết rồi ăn dư rồi đi chị về cứ lãng đã hết rồi. Giờ thì nặng nó mới cho cái ấy chứ. Chứ không nặng mà lên đấy cũng thành nặng ấy. Đông quá ai quan tâm cho hết được. Mà sao cái Phương nó lại bị đưa đi điều trị không biết. Phương Ly á. Hôm bữa chị không nói chuyện cái đấy à? Chị không có hỏi là tôi đi hay là tính ra bồ nó nhìn không nên nhìn mặt bắt hình rong nhỉ. Tâm à? Ý là bồ bé đấy à? À. Nhìn hiền mà đúng không? Trời ơi đi đeo dép đồ nữa mà. Chia tay phát trợ mặt lên luôn đó trời.
Như Như lo dọn nhà ăn Tết rồi. Cái gì? Như tôi dọn nhà ăn Tết. Chắc Tết này đặt xưởng của mẹ Như quá. Em không thích ăn lạp xưởng nha. Sao thấy nó khô khô làm sao ấy. Chị năm nay không mua trâu gác bếp nữa. Mua gì không ăn một miếng. Trâu gác bếp. Chị đâu có ăn đâu mà. Mà Tết năm ngoái mua cả triệu mấy tiền trâu gác bếp với tiền. Trời ơi Tết lên chắc lẹ lắm mấy đứa ơi. Một tuần lễ lẹ lắm luôn. Đi chơi với tụi em. Tụi em. Vậy mà có mình nhớ lên. Chị đấy. Để tôi lấy bên này cho nó hết đi đã. Đi hôm nay xong kia. Chị che hết không thấy cái gì được luôn á. Đầu em che chứ ai che. Cái tay chị che ấy nè. Đầu em ngoài này nè. Người ta đã né cái đầu sang một bên luôn rồi đó. Mai là đầu bên, quẹo bên sang bên luôn ạ. Di chứng của người nghề nghiệp. Sau này chị phải nuôi em. Quản lý. Vụ vô, đến rồi kìa. Vụ tới là biết hết rồi. Vụ đến là biết luôn á. Chưa thấy người chứ đã thấy miệng rồi. Kệ nó cho nó sống. Không bao giờ hết chuyện. Ủa chị nói em vậy mà nó không sợ à ta? Tính ra bữa giờ không chắc nhắc gì đến cái chuyện đấy luôn á.
Bây giờ bữa giờ không nhắc đến cái chuyện là mình đi hay không đi luôn á. Khi ăn chứ. Chả có chuyện gì để nhắc luôn á. Cái gì? À, bữa đi ăn thịt nướng mình cũng đâu có đi đâu. Mà may bữa đấy không đi đấy. Lại trộm vía đi. Giờ em bỏ một à, em bỏ 1.8 triệu hoặc 2 triệu ra để thu về mấy chục triệu được không? Không mượn cái vòng pha ke của chị. Chị An kìa. Vòng em mua bao nhiêu tiền? Tối á, tối qua chị ăn ngủ say ấy, đổi đi. Ừ. Thật luôn á. Ừ. Hầu như là Hạnh không á. Đúng rồi. Cái bao nhiêu đi? Chị không nghĩ em nhiều vậy luôn đó Tâm. Đúng là vụ. Không nhiều chuyện dã man luôn đấy. Có nó mà đi sông đất hay là làm gì rồi mất hàng gọn gàng luôn á. Đi. Uống hết đi rồi Vi Như xuống pha hết chị. Pha cà phê, tư cà phê pha hả? Ừ, pha nè. Ngon mà. Còn dưới em. Thiệt á. Hello Vũ. Trời ơi, nó gọn gàng với mùa xuân tươi vui chảy hồi. Trời ơi, chị nhớ nhớ ông anh em không? À, ủa vậy hả? Hello, hello, hello. Trời ơi, lâu quá không gặp, khỏe không, khỏe không? Chở anh giùm. Ủa, bị gì mà chở? Chở. Bị gì mà chở? Bị làm biết. Anh vô hỏi đi. Mình ngồi lòng em á. Má ơi một. Má lại luôn á. Còn lấy gì vậy? Cái đó vậy rồi. Không nếu mà nó vô nặng bụng đau á, cưng 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 cưng. 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 Chiêu 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 nè. Chắc đau hoài luôn á, lúc nào cũng được cưng 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 cưng. Thôi vậy chị. Nhiều nữ thì em còn cắt đã. Anh em không nhìn vậy. Biết không, rồi. Không đau là cũng á. Cái gì vậy chị An? Gì vậy? Chá là đúng rồi giống nghe. Nó nghe nó nhỏ thì nó nghe nha.
quả cái gì Vũ, không hề quả luôn nha Vũ. Chị bị lãnh cảm rồi. Thiệt nha. Thiệt. Thề, hứa cho em đi món mà chị mà cơ gớt á, anh này không cái là không được á. Thì cơ gớt vậy thôi. Cơ gớt người ta không cơ gớt lại rồi. Hoài lắm. Xu ghê. Mày còn bán cái kia không? Em hả? Ừ. Đúng rồi chị. Đúng rồi hả? Em mang năm hơn rồi. Vậy hả? Em khó lấy hàng nhiều quá. À. Dịch khó lấy đúng không? Dịch khó lấy mất nhiều. Chị không giờ mấy đó không sao chị? Đúng. Hàng về thì giống vậy hả chị? Hả? Em không giờ về hàng bên chị về giống vậy. Ừ, bên chị vẫn bình thường. Mình bên Hàn mà, bên Trung Quốc khó hơn. Trung Quốc qua cửa khẩu khó lắm. Đóng giờ không còn bán nước mình cũng kia, chỉ sợ bán nội tại. Nước mình cũng đồ làm cũng thiếu này thiếu kia, ăn uống được hết. Ê, tình chị em bền lâu nha. Không ngâm rồi, cái gì ta có tất niên, có nhậu, uống giết hết rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Người ta tưởng thì còn người ta dập bữa đó là thôi đi. Là bích đường về Bình Dương luôn á. Không tưởng thì cũng dập luôn nha. Nói vậy Sài Gòn này ta đông lắm á. Bình Dương có hai thằng xuống khó hiếm. Đó, trời ơi, cái hôm vừa đó đó, ngủ mất đất luôn, biết gì đâu. Đi hát, ai hát hát thì ông ngủ lâu ngủ à? Nó đang muốn đen bớt. Nôm đi lấy mụn luôn hả Dũng? Dạ nôm lắm chị thợ. Ngày nào mà gặp chị em há mất em gạo. Đúng rồi, gạo cực được. Ngủ không được. Em phải làm cho em lên mụn để gặp chị chứ không có mụn đi lấy chi. Đúng rồi, tiền em mà không để cho chị cầm là em đâu có chịu được. Đúng không? Vậy có người cầm em, người cầm rồi. Ai vậy? Bác sĩ. Bác sĩ hả? Ồ, đi đi vậy phải dành giật miếng ăn với bác sĩ nữa hả? Ủa chưa hết nữa hả? Nay dành qua tới y dược cái nhà chị Na chị. Thế hả? Nay nó qua tới y dược rồi đó. Làm gì bên đó chị? Chị mà chị biết lên cấp rồi phải về tới y dược cũng trị được á. Ta không ngủ. Vậy hả? Má chị Nguyên thấy bịch thuốc nữa là bịch bánh. Thôi, bịch thuốc mà dễ hả? Rồi hôm nay nay bịch thuốc nhưng mà không có gơ chị. Thôi ơi. Tết tới rồi mà bệnh đủ thứ gì Vũ? Dạ. Em đang cố gắng hết bệnh vì một cái Tết không thấy ăn. Thôi thôi cho như coi như năm nay nháp đi, năm sau làm lại. Cho là cũng chắc cũng 2 năm trong tuần. Nháp 2 năm tuần. Nháp hơi lâu rồi hả? Em bệnh cái em cứ hút em lên mụn rồi xong nó bắt đầu qua chị lấy. À, hồ quá hợp lý, hợp lý, hợp lý. Sợ ghê. Kháng ôi kháng sinh không chắc top người luôn đó. Có bị gầy đi không Vũ? Dạ. Có bị gầy không? Dạ có. Kháng sinh nhiều top người luôn đó. Như thằng bảo vậy em hồi xưa uống kháng sinh nhiều quá giờ nó không lớn được luôn. Có em. Ờ, ấy quá mà em gạo được quá mà em không có ăn cầm ăn. Hồi nhỏ ăn rồi nó đi đi bệnh viện không? Đi cấp cứu không à? Viêm phế quản, không thở được ấy. Viêm phế quản. Ăn rồi em ở nhà một mình không mà, ăn rồi bố mẹ chở nó đi cấp cứu không à? Qua 6 tuổi rồi nó hết à, nhưng mà giờ nó không lớn được nữa, nó không mập được.
Hôm nào mà em nấu cơm ăn ngon ngon là nó ăn là 5 bát cơm luôn á. Không mập là không mập. Xong thôi giùm chị cái bảng bảng tiết đó. Ừ, chị đã bắt rồi đánh hai nay chị bụng á mà chỉ theo tiếng Anh đánh nha. Combo mà. Da ra bị sần hả? Dậu em mua giùm đây, em nói để em về em cải cắt sắt. À, biết giá hết rồi. Biết mà, mà trời ơi, bao nhiêu chị em nói nghe biết hết. Cẩn thận mẹ đuổi ra khỏi nhà nha. Ở đây không chứa đâu. Bữa sếp đuổi hả? Bữa sếp đuổi hả? Sếp đuổi hả? Này nó chai bà nó rồi. Nó bụng dưới tà. Xong rồi. Không. Uống miếng cà phê giờ nó. Con cái bụng. Cái gì? Cái gì? Rồi. Này, bụng này tâm. Nhiều không? Thì thấy hơn rồi. Ít hơn à? Ít hơn là chết à? Thấy gì hình như thường cũng biết. Nên anh cũng không.